Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết kết quả phân tích 240 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân COVID-19 cho thấy 80% trường hợp không có triệu chứng. Trong số ca bệnh ghi nhận lần này, một người có tình trạng bệnh nặng, 3 trường hợp phải thở oxy và hơn 20 ca ghi nhận diễn biến cũng như bệnh cảnh lâm sàng. Do đó, Cục đề nghị các bệnh viện trên cả nước cần tập trung khai thác kỹ tiền sử dịch tễ của các bệnh nhân, từ đó phát hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. Ngoài ra, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn rất quan trọng. Tại bệnh viện, yếu tố thông thoáng được ưu tiên số 1, đặc biệt ở khu cấp cứu, phòng khám, nơi tiếp nhận bệnh nhân.